Phước đức nhân duyên bởi tài người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ quằn bôn ba. Cho từng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì, trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Vâng, thưa quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thầy Tử Vi tiết lộ sự thật chấn động về vận trình cuộc đời của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, thần tài báo mộng trúng lớn, rũ sạch vận hạn, thoát kiếp bần hàn, bất ngờ trúng quả cực đậm. Giàu nhanh chóng mặt trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024. Quý khán giả thân mến, có nhiều người than phiền với tôi rằng đều mang thân phận con người, cớ sao có người lại giàu có, còn có người thì lại rất nghèo khó, có người thì nhà cao, cửa rộng, xe hơi hạng sang, ăn sung, mặc sướng, gấm vóc lụa là toát lên sự cao sang, sung túc, phúc lộc đầy đủ, rồi thì có người cả đời bôn ba gian khổ, ăn gió, nằm sương, ngủ đầu đường xó chợ, nhưng thành quả họ đạt được lại rất nhỏ nhặt và chỉ đủ cho mấy miệng ăn, thậm chí nuôi miệng mình cũng không xong. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, người có tiền mặc dù cơm vàng, cơm bạc không thiếu thốn thứ gì, nhưng có lúc lại cảm thấy cô đơn, mệt mỏi vì công việc ngày đêm không sao được an nhiên, có người lại túi không lấy một xu, ngày ngày chật vật mưu sinh, kiếm miếng ăn kiếm mặc, nhưng họ lại sống một cách nhẹ nhàng, tự tại, và điều này tạm gọi là nhân cùng, chí bất cùng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, bước sang năm 2024 âm lịch, thầy Tử Vi chỉ rõ, tuổi Giáp Dần vẫn tiếp tục biến động, dự báo một năm số mệnh mang nhiều thăng trầm khó đoán, con giáp này sẽ phải trải qua cuộc sống với vô vàn hạnh phúc và khổ đau đan xen. Cổ nhân có răn, cá lội ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh mới thành công, đường dễ đi là đường xuống dốc, nhưng đường khó đi mới là con đường giúp bạn tiến lên. Có người nói bạn thấy mệt mỏi quá phải không? Mệt mới là cuộc sống, còn dễ chịu là khi đã yên nghỉ ngàn thu. Câu nói này đã phản ánh rất đúng. Thực tế, cuộc sống đa phần toàn là những việc không như ý, nhưng muốn thành công thì bạn phải ngược dòng vượt qua tất cả. Trong số 12 con giáp, tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã phải nếm trải nhiều vất vả, túng thiếu. Khi trưởng thành gặp nhiều chuyện phiền muộn, bất ổn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng bạn vẫn luôn vững như bàn thạch, cứng như kim cương và kiên cường hơn châu sắt để vượt qua tất cả, sớm giành lấy sự giàu sang, vinh quang về cho bản thân mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ đến các quý khán giả về vận mệnh tử vi trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Với những diễn biến chi tiết nhất, hãy cùng xem trong 2 tháng tới, may mắn nào được nắm bắt và xui xẻo nào có thể tránh xa quý khán giả nhé. Trước khi đi vào phần luận giải nội dung chi tiết, ta cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người tuổi Giáp Dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Tuổi Giáp Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh, luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự một cách thông minh, có tầm nhìn xa rộng. Giáp Dần khi còn trẻ ham muốn học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa, càng trưởng thành họ càng đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ ở xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng, thì Giáp Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền.
Giáp Dần là người không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Giáp Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là người sống giàu tình cảm. Họ rất thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, Tuổi Hổ luôn năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Bình thường người này khá hài hước và hiền lành, nhưng mỗi khi nóng giận nổi lên thì sẽ khó có thể kiềm chế được bản thân mình. Không ít lần nóng giận ấy khiến cho họ mắc phải những sai lầm không đáng có một cách nghiêm trọng. Suy cho cùng, đó đã là bản chất của Giáp Dần rồi, nên khó có thể khắc phục được. Giáp Dần là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng của họ bị xúc phạm, thì Giáp Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc, thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Giáp Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa, trông rộng, tuổi này có thể nhìn nhận phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi họ bị mắc phải những sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì Giáp Dần lại giải quyết nhanh chóng. Lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và mọi người xung quanh. Chính vì thế Giáp Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Giáp Dần rất mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Giáp Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Những chú hồ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt. Họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc. Trong suốt cuộc đời mình, Giáp Dần đổi việc rất nhiều. Họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai. Quyết đoán và dũng cảm, nên tuổi Giáp Dần sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách. Nơi đâu có hiểm nguy, khó khăn thì hổ sẽ lao vào. Khi người khác chùn chân, tìm lối khác, hổ cũng vượt lên trên đương đầu. Và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức, chà đạp, bị chối bỏ, thì với lòng quả cảm, không hề e dè hay sợ sệt của những chú hổ, cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch, mang đầy tính nhân ái. Hổ dù mạnh mẽ, nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành. Giáp Dần luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương. Họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mức cả. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi. Đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình. Với những ai quen biết, họ tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Giáp Dần. Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Giáp Dần, thì người đó hãy cẩn thận. Bởi Giáp Dần có tính thù dai, lòng oán hận có thể khiến họ làm bất cứ việc gì, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cuộc đời người tuổi Giáp Dần khá thăng trầm, khi lên voi, lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình. Hổ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo. Họ cũng là một người vui tính, ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Giáp Dần luôn được mọi người kính trọng. Nếu làm sếp thì sẽ khiến mọi người sợ sệt như cọp vậy. Họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn. Với sự mạnh mẽ cùng sức sống sôi nổi, lạc quan, cuộc đời Giáp Dần sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn. Nói tóm lại, người tuổi Giáp Dần đầy sức thu hút sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Do sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãn, nên thường hành động rất nhanh. Giáp Dần cũng là người đa nghi hay dao động, nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Họ rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời, Giáp Dần lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái. Hơn nữa, còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Đa phần tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích chữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, về già được hưởng phúc từ con cháu.
Giáp Dần là mẫu người mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc ngoài xã hội sẽ rất thích hợp với họ. Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái. Vì vậy, đối với vấn đề gia đạo, Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng nể. Nam mệnh Giáp Dần. Xem tử vi thấy rằng cuộc đời của Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn, hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng, đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn, vất vả. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu mến, kính nể. Họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan, thử thách. Nữ mệnh Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích chữ nhiều, cuộc sống êm ấm hạnh phúc. Về già được hưởng phúc từ con cháu, tuy lúc nhỏ phải chịu nhiều vất vả, nhưng lớn lên tình duyên lại khá tốt, có vận may về tài chính, cuối đời được hưởng phúc lộc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xem tử vi cho thấy, vận trình của những người tuổi Giáp Dần trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024 có thăng, có trầm. Ưu điểm là ngũ hành lưu niên tương sinh, nhưng hung tinh cũng xuất hiện và tác động không nhỏ. Bởi vậy, những con hổ trong năm nay cần chuẩn bị tinh thần để đối phó với những thay đổi này và tránh lâm vào khủng hoảng bế tắc. Người tuổi Giáp Dần vốn có bản tính nóng nảy, dễ bị kích động, nên ở thời điểm này nhiều biến động, cần kiềm chế bản thân, không nên can thiệp vào chuyện của người khác, sẽ dẫn tới nhiều thị phi không nên có. Cụ thể sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Tại thời điểm tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024 được nhận định là khoảng thời gian phát triển hài hòa với người tuổi Giáp Dần ở phương diện công danh, sự nghiệp, tiếp đà từ những tháng trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra. Nhìn chung, đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt nhờ có được giao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ. Nếu được trao nhiệm vụ năm nay, đề cao sự xông xáo, tức bạn càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa. Con giáp này được thúc đẩy tinh thần, nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ, mà thường phải chạy đôn, chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu bạn dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, thì cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024 này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể. Đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Tuy nhiên, trong 2 tháng tới, sẽ vẫn có hung tinh cản trở, mang theo điểm báo tiểu nhân quấy phá, lại có thương quan tác động, gây chuyện thị phi. Bạn sẽ mất nhiều thời gian để xử lý việc ngoài luồng, hiệu suất và uy tín giảm sút. Con đường thăng tiến vì thế mà lắm chông gai, nhưng không phải vì khó khăn mà nản lòng. Sau mỗi cơn mưa lại có cầu vồng ngay thôi. Có thời điểm được nhiều cát tinh hộ chiếu, nhất là tử vi đại cát tinh, nên tuổi Giáp Dần nhanh chóng lấy lại tinh thần, không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức, cũng như mối quan hệ xã giao, từ đó tìm được cơ hội mới. Hãy tận dụng nhanh chóng và triệt để, thì chắc chắn sẽ thành công. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Tài lộc của tuổi Giáp Dần có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn hơn so với tử vi năm 2023. Vì thế, hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể thì mới tránh được tình trạng phá tài. Trong 2 tháng này,
bạn cũng có cơ hội khám phá những nguồn kiếm tiền mới, chẳng hạn như đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, các loại quỹ. Song đừng quên những lĩnh vực đó tuy hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Vì vậy, hãy luôn bắt đầu với tâm thế vừa học vừa làm, quan sát và tích lũy kinh nghiệm trước khi thực sự vung tiền vào. Thời gian này, ngoài việc đảm bảo mức lương ổn định hàng tháng, bạn không nên quá sa đọa, lười biếng, chỉ nghỉ chơi, hưởng thụ mà không chịu cố gắng làm ăn, cày kiếm trang trải cuộc sống. Nếu không hợp với kinh doanh, bạn hoàn toàn có thể tìm những công việc bán thời gian phù hợp. Đừng quá cao ngạo mà coi thường những khoản thu nhỏ, bởi tích tiểu thành đại, nhiều món nhỏ gộp lại sẽ thành món lớn. Bên cạnh đó, trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024 báo hiệu tuổi Giáp Dần có xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống, đời sống tinh thần phong phú hơn trước. Với những ai mệnh lý có tài tinh, sẽ hứa hẹn một năm vượng tài, làm ăn tấn tới, có bước đột phá. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Năm 2024 được dự đoán không phải là một năm thuận lợi về mặt nhân duyên của tuổi Giáp Dần. Thậm chí, nếu không xử lý tốt các mối quan hệ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình, con giáp này còn có thể đối mặt với đổ vỡ, chia ly. Đây là năm ngũ hành mệnh thủy, xung khắc với ngũ hành năm hỏa. Vợ chồng hay đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu đều dễ xảy ra mâu thuẫn, đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ, nhưng khơi mào những trận tranh luận nảy lửa, chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế. Tranh cãi gay gắt vốn chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, mà lại khiến đôi bên đều khó chịu, ấm ức trong lòng. Tình cảm đắp xây vốn chẳng hề dễ dàng, nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình, mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương, thì tình yêu có lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn tình hình. Trong khi đó, các cặp đôi yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, sinh nhiều nỗi hờn ghen, giận dỗi vì thiếu cảm giác an toàn, niềm tin không đủ lớn thì sẽ luôn có sự nghi ngờ. Lời khuyên cho con giáp này là nên thành thật với nửa kia về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Tuổi Giáp Dần trong thời điểm này vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc, nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Vì vậy, bạn cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cân bằng cảm xúc và tinh thần. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Tiếp sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi từng tháng âm lịch của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tháng 5 âm lịch này vận trình khởi sắc, đón không ít hỷ sự, nhìn chung công việc tiến triển khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, cơ hội thăng chức, tăng lương rõ ràng, cần chủ động nắm bắt. Sự nghiệp có bước phát triển vượt bậc, bạn đạt thành tích cao, khiến người khác phải ngưỡng mộ, khởi nghiệp trong thời điểm này là phù hợp, tỷ lệ thành công cao. Tuy nhiên, thái tuế tác động có thể mang tới phiền phức do chính sự ngạo mạn của bản thân bạn gây ra, bạn nên học cách khiêm tốn. Trong tháng 5 âm lịch này, người tuổi Giáp Dần có thể trải qua sự phát triển và tiến bộ trong công việc, các dự án và nhiệm vụ của bạn có thể tiến triển suôn sẻ và mang lại thành công. Hãy duy trì sự tập trung và nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Tài vận khởi sắc mạnh, cả chính tài và thứ tài đều có thu nhập khả quan. Vận may tài chính trong tháng rất lớn, bạn còn có cơ hội trúng thưởng, trúng số. Nhưng vì ảnh hưởng của hung tinh, bạn tự tạo áp lực cho mình, đau đầu vì tiền bạc. Trong tháng, thu nhập của bạn có phần khởi sắc dưới tác động tích cực của tam hợp. Bạn làm trong ngành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, tâm huyết, chuyện làm ăn cũng có nhiều thuận lợi. Lời khuyên dành cho người tuổi Giáp Dần là không nên đầu tư tiền bạc vào một ngành mà bạn không hiểu rõ ràng thường ngày. Nên chú ý giao lưu với bạn bè, quan sát cách bạn bè sử dụng và quản lý tiền bạc. Nghe lời người lớn trong nhà sẽ giúp bạn tránh được các nguy cơ phá tài. Đồng thời, tuổi Giáp Dần hãy chú ý cẩn trọng với sức khỏe của mình và đảm bảo bạn có thời gian để thư giãn và tái tạo năng lượng. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Dần có dấu hiệu xuống dốc, mặc dù công việc nhiều lúc nào cũng luôn chân, luôn tay, nhưng có cảm giác mọi thứ bất lợi, nhạt nhòa, kết quả đạt được cũng chưa thực sự mãn nguyện.
Mặc dù được chính tài nâng đỡ, nhưng tài vận của tuổi Giáp Dần chưa thực sự khởi sắc. Tháng này cầu ổn định là may, không cầu mong đại phát, đại lợi. Tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm, tránh bất trắc xảy ra, có tiền nên tích lũy sẽ tốt hơn. Tình cảm cũng xảy ra không ít rắc rối, đôi bên ngày càng xa cách, khó chia sẻ, trò chuyện với nhau hơn trước. Sau đây sẽ là phần bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Giáp Dần năm 2024. Bước sang năm 2024, tuổi Giáp Dần nam mệnh gặp sao Văn Hán là một trung tinh báo hiệu công việc làm ăn ở mức trung bình, khó mà khởi sắc mạnh. Người làm công ăn lương vẫn thu nhập như cũ, mức sống không đổi. Người làm tư, làm chủ có một năm kiếm tiền khó khăn, đầy cạnh tranh, cẩn thận trọng khi hợp tác làm ăn, kẻo vướng họa lao ngục, sức khỏe giảm, đau ốm không khỏi, hao tốn nhiều tiền bạc cho chữa trị. Cách hóa giải sao Vân Hán. Theo phong thủy năm 2024, đổ phong thủy, Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết chế hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách. Cẩn trọng đầu tư. Bản mệnh cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thu lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Nên giữ gìn sức khỏe. Bạn không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Hạn chế mâu thuẫn. Năm này bạn dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Giáp Dần năm 2024. Bước sang năm 2024, tuổi Giáp Dần nữ mệnh có hung tinh chiếu, công việc làm ăn gặp khó khăn, tiền bạc khó kiếm. Trong năm, bạn nên hành sự thận trọng, nhất là khi ký kết hợp tác làm ăn, kẻo dễ bị lừa gạt hoặc dính dáng pháp luật do vướng tranh chấp, sức khỏe giảm sút, đau ốm liên miên, hao tốn tiền của để chữa trị, trong gia đình có điểm tang chế. Cách hóa giải sao La Hầu. Theo phong thủy năm 2024, dùng đổ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa, xui xẻo có thể xảy ra. Bản mệnh nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về cách hành xử, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ đổi trác công danh, tiền tình. Nếu đồng lõa với những kẻ xấu bụng, làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, bản mệnh nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, kênh Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn giúp tuổi Giáp Dần gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu vàng vượng tài lộc. Tử Vi Giáp Dần 2024 thấy màu sắc này đại diện cho sự vinh hoa, phú quý, giúp bạn phát huy tài năng vốn có của mình. Đồng thời, có ý chí quyết tâm mỗi khi đối diện với khó khăn, thử thách, sẽ tìm ra hướng đi đúng đắn để làm giàu. Màu xanh lục vượng sự nghiệp. Màu sắc này giúp giảm bớt những cạnh tranh không lành mạnh mà bạn có thể gặp phải trong công việc, đồng thời tạo cơ hội để bạn phát huy tiềm lực của bản thân, giúp tâm trí luôn sáng suốt để có thể giải quyết mọi việc đúng đắn. Màu trắng vượng tình duyên. Đây là màu sắc giúp thúc đẩy vận đào hoa của con giáp này. Người độc thân có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với người khác giới, trong khi đó, những người đã có đôi, có cặp thì được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, nửa kia cũng thấu hiểu. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Giáp Dần là màu đỏ, màu cam, tím. Những màu này tác động không tốt đến tâm lý của người tuổi Giáp Dần, khiến bạn trở nên lười biếng, thiếu chí khí, chỉ nghỉ chơi, hưởng thụ, mà không chịu cố gắng làm ăn, trang trải cuộc sống,
thường xuyên sử dụng ba màu này cũng sẽ khiến tình cảm thường xuyên dao động, bạn trở nên nhạy cảm, đa nghi, hay ghen tuông, giận hờn và thường cảm thấy thiếu an toàn trong các mối quan hệ. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 từ 51 tuổi. Đừng ép buộc điều gì, vận may sẽ tự nhiên đến. Ai không muốn phú quý vinh hoa, ai mà không muốn may mắn đến với cuộc sống của mình, ai mà không muốn người khác thuận theo ý mình cơ chứ. Hầu hết mọi người trên thế giới không theo đuổi gì ngoài danh tiếng và tiền tài trong cuộc sống của họ. Đa phần chúng ta đều rất coi trọng đồng tiền để đạt được danh vọng và tiền tài. Nhiều người còn liều lĩnh sử dụng tất cả các phương pháp không chính đáng, trái pháp luật để đạt được mục đích của họ. Phật có dạy, cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, cái gì không phải của mình, ép buộc cỡ nào cũng không lấy được. Con người luôn có khát vọng theo đuổi danh lợi, nhưng không phải cái gì cũng theo đuổi được. Nếu không phải là thứ thuộc về mình, thì dẫu có tranh giành đến mấy thì cũng không bền. Khi nào nó phải đến thì nó sẽ đến một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ cần sống có đạo đức, sống không hổ thẹn với bản thân và xã hội, thì may mắn sẽ tự nhiên đến. Đời người trăm năm trôi qua vội vã, những gì bạn có rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Chỉ khi bạn hiểu rõ mình thực sự nên theo đuổi điều gì, thì hạnh phúc và may mắn mới đến. Không kiêu ngạo, tự cao, tự đại, cuộc sống cứ thế mà vui vẻ, an nhiên, tự tại. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.